Trời ơi. Chào. Ủa em bình này 5 kg vậy? Hai đã 5 kg nè. Mà 220 bình nè. 5 kg. Ồ mày. Sao mà hổ chào quá hết. Chào môn nha, chào môn ngon lành. Bình 5 kg là 220. Đây điểm dừng chân ở bờ sữa Long Thành chào nè. Nước mắm, mắm ruốc, mực rang me gì. Đó. Nói chung ha. Thấy chào nè, chào phải môn. Thấy chào là thấy mời nè. Mời chết không? Thấy chào phải mời không? Chào bình chào bá, chào bá. Chung là chào là ok. Đây mắm. Chắc là khô. Bên đây là nước mắm. Nước mắm. Chao nè, trời ơi chao. Mình chao sao thấy mà thấy nó bị lạnh. Mình chao thấy mới chết rồi. Ai thấy này chắc phải mua bình chao này quá. Thì chào mời quá. Đó, anh em đang bán tấp nập không? Điểm dừng chân bờ sữa Long Thành đi ra ghi giờ vé. Chào ngon quá. 5 kg 220 nha, 5 kg 220.